bên mình khỏe nó về, còn cái lúc này là nó về được. Thì nói ăn không được nó mới mệt đó, nó mới chóng mặt đó. Mùi này chín cây không hay đâu nè, chín cây á, rồi cây đít nó chấm xuống sình á. À, hiện tại bây giờ là hơn 9 giờ, hôm nay gia đình Nam thì ẩm thực nha cô chú anh chị. Xin chào cả nhà nghe. Chào cả nhà, chào cả nhà. Chào các tình yêu đi. Con ơi. Chào các tình yêu kìa. Chào các tình yêu. Cô là con ơi. Đừng bỏ con nha, trái tim chết trên điện nha. Chết mời không? Mà lỡ có chết rồi có mời các tình yêu không? Nói mời không? Mời là ai đi? Mời viết thiệp đồ mới đi được. Trời ơi. Chết rồi còn. Ôi, cái đó mọi không biết rồi. Phải cho hay trước khoảng một tuần mấy cô chú ở trong điện thoại này mới lợi được nè. Trời ơi. Chừng nào mà biết trước á là cho hay trước một tuần nha, chứ nếu mà tới chết thì mới cho hay tao là về đâu có kịp. Không, nói phải nói không phải trù con trong mình chưa ôi bác bác biết ha, yếu dữ lắm rồi. Trời ơi. Con Loan nó điện hoài dán đi chứ nó không có đi rồi, nó thiệt cái con. Không có đi rồi. Bây giờ biết bữa nào không hả? Biết bữa nào chết không? Không có biết, nhưng mà trong mình nó yếu quá. Vậy đó mà nghe nói là còn về đi giường coi ba cái ổi đó, nó nghe mới nghe bỏ chứ rồi. Hả? Bỏ rồi, mới nghe nói mới nghe phòng phành đó. Nói vậy thôi chứ về là đi hả, hôm qua nói rồi chứ cái nghe nói nè. Nhỏ kia rồi còn nói là tao về tao đi bẻ ổi. Bẻ ông nội đó nữa, nó không có lớn, nó mà lớn thì nó đỏ nắng quá, nó còn nắng nổi giúp mà ở đây với con tháng mới về. Quá trời luôn, con mắp cho nó đừng có lạc miệng. Mít này đỏ hả? Mà cả nhà ăn mít nha. Nó giòn lắm, nó mùi nhưng mà nó giòn. Cả nhà ăn mít không có mềm nha. Không có mềm nha. Nó giòn ha. Thơm ha. Thơm mà. Nói. Cái mít này ăn thua mít của mình đó. Mít của mình nó mềm á. Không phải, nó không có răng. Nó không có răng, nó cứng á. Giòn nè. Chứ tụi con giờ có răng á, mít này ngon. Có lần nào cái mít nó bà cậu là biết về ăn mít nào ngon, mít thiếu nữ. Đúng rồi, phải mít mềm á. Chứ mít của gì? Mít gì? Mít nghệ mà mùi á. Mít gì mà ăn mà nó nhẵn nhẵn. Để làm cái tâm nó ướp. Mặt rồi đó mình ướp, mít này nó chín nha. Ngon chưa? Thơm hả? Để xay sương tố uống là ngon. Mít này bữa hổm cả tháng trước là ta lại vườn tôi mua 80 ngàn ký. Một cái mít là cả chục ký. Cái mít là ta bán 700-800 ngàn cả nhà. Nhưng mà lúc sao bữa hổm nó có giá hết trơn. Nó nổi lên lúc. Bây giờ gơi sụp rồi. Hôm nay gia đình Nam có chuẩn bị có nhiều đầy gạo nè, với bịch bún. Đó. Nhưng mà hôm nay đặc biệt cái là gia đình Nam nấu cái món này là đặc sản. Mà là cái món là yêu thích nhất của chú Bóp nữa. Ông Nam nói vậy là không biết cả nhà mình có hiểu chưa, chứ anh Bóp hiểu rồi đó. Món yêu thích. Bóp chỉ thích một món rồi. Ngồi lên bàn ăn đi, kể chuyện này cho cả nhà nghe, có liên quan tới anh Bóp với chị Nhung nữa. Chú về kể cho nghe. Cái món này là bữa nay chắc chắn là chú Bóp sẽ coi đến cuối video, tại vì cái món rất là yêu thích. Về Việt Nam là lần nào là cũng mới nấu. Nhưng mà cái món này á là chị Hương nấu á thì ông Bóp lại cũng rất yêu thích, mà cũng yêu thích một cái món ăn nữa. Cái thức ăn á là cũng thích nha, còn cái vụ mà cái kia thì cái lá quả thì không biết nha. Là đúng rồi, coi nè. Ông Bóp ổng rất thích mấy con này nè. Chứ kỹ rồi cái nọ. Đây, ông Bóp thích này nè. Ồ. Đó, cá lóc. Ảnh thích nhất là con lươn. Dạ khè ha. Dạng nè. Quá tràn đơn giản. Mà lươn tháng này nó không được bự không ha. Lươn này nướng không Út? Sao hiểu? Hay là nướng không, nướng sơ sơ? Nướng cặp. Cặp gấp á. Cặp gấp ngon, cặp gấp hơi chơi héo héo là hơi mắm là rất là ngon nè. Dạ, con nghĩ vậy á. Mình nghe mất công mình nấy nữa, mình hơi trên cái bếp nè. Điện thoại mình hơi đi. Mấy cá. Mương không có cá nó mới còn phao vậy nè. Vậy hả? Có cá nó dĩa phao hết trơn à. Nó dĩa hết trơn à. Dạ.
Châu nhút này á bán tiền không mới còn. Ở bển đâu có được dây. Nhưng mà đưa về bển được có chồng nha. Thứ này mà lại mương là lên không nổi đâu à. Trời ơi coi. Bây giờ ăn còn không được rồi mà gì ơi. Chứ con thấy về bển là lần nào là cũng đi giường á. Trời ơi mấy cái thằng mà nó mận nhà đó gần một tháng đó em. Nó nói bà ngoại ơi bà ngoại. Bà vô nhà bà nghỉ giùm cho con cái đi. Cỡ tuổi này rồi đi mần chi. Nó lên không có khi nào nó ở trong nhà ở ngoài giường đó. Trời ơi. Đó vậy là gì ăn nghỉ. Dễ gì nghỉ về bển hơn đi giường chứ gì. Không có cấp nó còn khỏe. Bây giờ không bây đi thấy không. Trời ơi cho nó nhức đầu bay. Nó nhức đầu tao bất nhân nha. Nó nhức đây rồi vòng lại bên đây nó cấy qua bên đây. Trời ơi là trời. À con. Hả? Các tình yêu của bà còn về kỳ rồi đi qua bánh thăm bà còn đấy ha. Là mua mấy mấy đặt cao ga nè. Là đặt bánh chân rồi bà còn đi mặn á là các tình yêu nhìn thấy hết trơn. Thấy rồi, thấy có chân thấy đâu. Thấy. Thấy hả? Dạ. Như là có cái camera đó là ở trong này làm gì là cô Tư Nam Hảo bé ngoài thấy chưa? Thấy chưa? Thấy bà cậu đi làm gì chưa? Không có ở nhà là nhìn thấy chưa? Con lần cái khác con. Ngại lớn con nữa con già nữa cô coi con đi nổi nữa cô không đó. con già như bác là con không có đi làm đâu. Đâu ai kêu đi làm đâu mà quá trời. Con ơi. Đi làm chi cho cực. Rồi bệnh nữa. Chống lỏng quá. Dạ. Gió thổi rồi ở trên bị có đi. Lá phong hả? Lá phong đó rồi mát. Ở trong nhà cũng mát nữa. Mấy cây bự nó che kìa. Với lại bển vòng cây nhiều. Nhưng mà về bển đừng có đi vườn nữa. Nhưng mà biết nào về bển. Không có đi. Mời gì vô con. Đó, nó không được. Cho về, nó không đưa là lấy về. Đâu có được. Không, qua đây dưỡng sức cả tuần cho nó khỏe mới về được chứ. Ở đây thì mấy con lươn Út cũng mặn xong nè. Mình nướng cho nó héo héo nha cô chú anh chị. Thôi cho nó héo héo là mình là được rồi. Tại này ông trả cây quay nó lại, dài nè. Quay đầu này lại. Ở bên nào. Ở bên kia. Tí nó chín rồi quay gần. Nó còn sống về xa. Con lươn mà để vô lửa cái nó dặn dẹo á. Nó quéo. Nó còn sống vậy đó. Nó tại vì nó chỉ có xương sống rồi. Nhóm làm cái món lươn lá cách ha, nó nấu anh. Con lươn mà một khi mình làm nó chết xong mình để vô cái chảo nó nóng thì dĩ nhiên nó phải quặn quẹo cả nhà. Có người comment nói là ăn lươn sống. Con lươn còn sống ấy gì nhóm á con lươn còn sống mà bỏ vô chảo nấu. Không phải đâu do là nó chỉ có cái xương sống thôi chứ mình để nó săn lại. Săn lại á. Quay phim nó quay lươn cũng hay lắm cả nhà. Nó còn sống thì nó quay sang chút. Chín cái quay gặn chút. Cái vô nồi cái quay mập ăn sát bên miệng luôn. Tính ra nó quay chính ra con lươn nó quay tới 3 đoạn đó. Quay 3 kiểu. Nhất là cái kiểu sau cuối cùng đó nha. Nhưng mà nghe nói món lươn này chú Bóp thích hả? Gắt thích luôn. Thích món lươn hả? Sau đó về mà không mua. Thì rồi Út kiếm đi mua không có đó. Ngay cái mùa đó mua sao mà dặn mua mà không có nên chưa có đãi anh Bóp ăn được cái món này nữa nè. Bởi vì ai về cũng đãi lươn chứ mà có chú Bóp về thì không đãi. Chơi lựa rồi. Vậy là chơi lựa rồi. Nhưng mà lươn phải nấu lẩu nha chứ không phải mà nấu nấu mắm nha. Ổng mắm là ổng thích ăn với cái món khác còn lươn là ăn món khác. Không phải mấy nhiều khi có lươn này mà nấu thích hơn. Lại thích yêu thích cái món mắm hơn. Để nữa ổng có về rồi để ổng có điện về hỏi với ông để ra ổng thích lươn nấu mắm. Chơi chặt đó luôn á cha. Cái trái lựu nhà Nam nè cô chú. Ơi nó bị sâu hay gì chơi? Bị sâu quá. Cho Nam hai trái dừa vô để mình nấu lẩu. Trời. Ôi nó hầm ghê quá. Quá trời ra tới đây mà nó hầm nó nóng.
cái bụng, cái bụng muối miếng nhà Nam nè, Nam cầm có lóng rồi nè, chủ yếu trồng gió đẹp thôi chứ không ăn uống. Ở bên mình á, không biết là người ta đốt ong hay không á, ta đi làm sao á, mía đốn gần cắt đốn được cả nhà, mía nước á mà nó cháy 28 công mà mía mía nước nhà cao mà đó là gần đốn được đó, sao nắng không biết sao mà cháy 28 con mía, tính ra mắc người dân mắc tính ra nhiều tiền lắm ạ. Hôm nay mía nó có mắc không cha, mấy trăm triệu. Mía này nó có nhảy nữa không hay là nó chỉ nhảy á, nó nhảy cái này ra nè. Từ từ nhảy ra một vùng bự luôn á. Nhà Nam á là mỗi ngày là phải tưới mấy cây này bằng nước khói đó cô chú anh chị, chứ nước mương thì kiểu nó cũng không ngọt lắm nên là gia đình Nam không có tưới, nó ảnh hưởng cái cây. Đây bắt đầu nó vàng rồi nè cô chú anh chị. Nhưng mà mình hơi này chỉ mình hơi héo héo thôi chứ không cần chín nha cả nhà, tay hồng còn để vô cái mắm á, hảo mắm á, nếu mà mình hơi chín quá thì con lươn nó bị khô á, mình hơi vừa vừa lặn lươn nó còn giữ được cái chất nước thì mới ngon nè, mềm. Nếu mà kẹt kẹt là như vậy là làm luôn được luôn rồi chèo. Hồi đó đi ra ruộng á, như vậy là tước là làm luôn, chấm nước mắm trong rồi ăn ăn được bụng cơm. Hồi xưa mấy ông mà đi móc mương á, rồi có cá cạp gáp gì là nướng hả? Nè nướng hả? Nè nó nướng thịt rồi nè, nó tét luôn. Ta nướng rơm, nó có rơm nó nướng chui. Mẹ tưới cây này nè mẹ, cái bông nó tưới nước mỗi ngày rồi, tại vì bông nó thay bông hay sao á. Nó thay đợt này nó ra trời vậy nè. Tại cái lỗ nó gì đó, giờ tưới nước gì tới tới đợt rồi nó rụng lá nữa. Nè, bên đây thì nó ra lá bự hơn rồi. Ngắn quá nó chịu cũng không nổi luôn, cũng được tưới. Nó héo nữa. Cái đường nước này mở hai chỗ rồi nó bị yếu. Cái tưới cứ để nóng quá cái cây lá nó chịu nổi, nó héo luôn. Con không biết rồi, nó đi ống nhỏ cho con. Ngày nào cũng tưới thuốc, không sáng thì chiều. Nó đỡ đỡ cho nhà chứ nó nắng quá tội nghiệp. Ở đây thì mẹ Nam sẽ chuẩn bị nấu mắm nha cô chú anh chị. Mắm thì mình có lượt qua rồi. Cho nó lươn vô nãy đây, ốc tiền nó cũng nướng nè. Cá hương chừa lại con. Một hồi nữa mình nấu căng cho bà cô. Bà cô không dám ăn mắm. Kéo chơi cậu. Cái này có cá với có lươn rồi cho nên là Hương không có nấu thịt. Nó ngủ được giấc rồi đó. Ngốc chặt nó vừa cho chị luôn nha. Đây luôn ha. Được chưa? Ừ, chặt đi. Xăng rồi, cá xăng rồi. Bữa nay vừa nhà chồng bữa nay nào ngon quá. Nhà chồng. Nhà chồng. Nó ngon nè chị coi nè. Chảo cho. Bữa ăn luôn. Không là lâu quá cũng ăn cái gì vậy. Cái cứng không chị? Chị thích ăn cứng cứng vậy. Đây cha Nam cũng hái thêm ít càng cua. Ổng hả, nó nóng hực hực luôn. Ông Cường lấy cái vòi nước xịt lên nóc nhà. Ở đây giấc trưa tầm cỡ 1-2 giờ nằm đây là con ướt áo luôn. Nóng dữ lắm luôn. Hầm á. Ở chỗ anh sáng rủ qua trời dọn dẹp lát. Rồi lại xong là tranh thủ đặng viết chạy về bên nhà anh đây chứ buổi trưa này là không có dám qua luôn đó. Đợi tầm có 4 giờ vậy đó. Là mới qua chợ ăn chuẩn bị mình quay clip. Nóng nhưng mà nóng quá chừng luôn. Quay phim nè, quay phim ngày muốn mưa không? Bây giờ có muốn mưa thì bữa nay chiều nay là con chở gũ như úp lên trên Tăng Sơn, Văn Sơn chánh á, ăn chè đi là ngày mai là phải mưa. Trời không mưa muốn, là muốn mưa mưa giác mấy giờ là mưa đúng giờ đúng hạn luôn. Tạo anh nói thì rất là dễ rồi, nhưng mà nếu như không mưa thì anh thường làm gì? Thì anh chịu thua. Giờ nó sẵn sàng nó bỏ ra anh một chầu trài sữa không có nhiêu tiền trên á, 50-70 ngàn. Nói là mưa. Anh làm mưa rồi, nếu mà em muốn mưa mấy giờ em nói là như vậy. Dũng Úc ơi, con muốn mưa 12 giờ thì tới 12 giờ không, là có mưa. Không, thì nói mưa ở khu vực trời mình thấy nó rất là dễ rồi.
Nhớ nhà. Ở đâu cũng không bằng nhà mình. Nhớ dâu phải không? Nó được, nhưng mà nó nói không còn ngọt. Nè, bà nói chiều nay bà coi clip là bà thấy ở trên rồi đó, bà nghe rồi đó. Ừ. Nói nóng cái. Ở trên đây là mát rồi đó bà cô. Ở trên con còn nóng hơn này nữa. Ở bên này vui muốn chết mà mở nè, con cháu nhóc có trơn gì bển có mình nên nằm chèo queo. Trời ơi. Nói thiệt chứ. Đồ của bác á, đồ cũng vụ này nọ trùm lum ở bển hết trơn. Thấy gì chứ còn giờ trơn có con ơi. Hả còn giường cửa đâu nhà còn bỏ tiền ở ngoài giường trùm lum hết chứ. Lớp dừa, lớp ổi. Chứ ổi rồi giờ nghỉ rồi. Nghỉ hả? Hả là không có lớn. Dừa bác bán tháng được nhiêu? Một lần bán 20-30 ngàn chứ đâu có nhiều. Đâu có nhiều. Mà 2-3 lứa rồi không có bán. Nó không lớn. Nắng nắng. Em ăn miếng em. Đúng ăn cá dừa. Dừa cá dày quá ha. Nãy em ăn mấy mít giờ em no quá. Cho em miếng nhỏ thôi. Dạ cái này nghe em lớn nè. Cá nhà ăn cá dừa nha. Ăn có chồng đút cho ăn đầu với nữa. Cũng được dùng tặng giờ. Giống dẻo không? Chưa hả? Con. Chưa bác. Chưa được 11 giờ. Rồi mà cả nhà nha. Ờ nghỉ rồi. Dạ. Ừ. Chồng làm bữa nay rồi không ngoại? Ừ. Béo béo. Bữa nay nó còn hàng cái cửa cổng này dưới nó sơn khuôn đó. Không ăn bún. Cơm nhiều ăn hết không? Hết. Không hết rồi. Không hết bớt rồi. Hết á, thấy vậy vậy đó chứ ạ. Hết bớt đi. Ừ. Đây cầu ăn cá lóc nha cô chú này. Cá lóc canh. Còn không ăn mắm. Lấy chén này cho bà con đi. Chén này nhẹ. Nhẹ. Chén này đựng xương đi. Dạ. Để xương đi. Bà Hương cũng có để miếng cà vô nữa. Hương sẽ cho xả với ớt bằm vô nè. Mình múc ra đi. Bữa nay không có thịt cho nên Hương không có xào xả. Năng lượng ngon kìa. Cũng có nhiều cô chú chia sẻ nói mình để nguyên con vậy nè cả nhà. Mình nấu cái lương nó mới mềm. Chứ mình cắt khúc ra nấu nó không mềm cho nên hôm nay nhóm để nguyên con thôi. Nghe nói nguyên mà nếu mình cắt khúc ra là mình nấu là nó không bị cứng. Thế vậy chứ cô chú anh chị kinh nghiệm lắm. Mình cũng phải lắng nghe ý kiến để mà mình học hỏi. Cũng có nhiều cái điều hay. Nói chung thì gia đình Nam này rất là tiếp thu những cái mà mẹo vặt trong cuộc sống này, cũng như là những cái kinh nghiệm mà nấu ăn của quý cô chú anh chị lớn tuổi hay là anh chị mà mình đi trước đó. Thật sự ra gia đình Nam cũng như cô chú anh chị thôi. Cũng cái hiểu biết nó cũng tới đó thôi à, cũng nhờ cô chú anh chị mình chỉ dạy thêm đó cái, những cái hay, cái điều mới hơn. Cái biết cũng có cái không. Học hỏi với nhau. Đây nước mắm này đó. Dạ. Cái đầu nó dữ à. Dữ không còn? Ừ. Cái này là cá đặng đi bắt không dữ vậy. Xích qua đây chút nè. Xích nữa gì lúc. Nữa đúng rồi. Dữ vậy mà đòi về không? Nó nghĩ gì sao mà dữ vậy mà đòi về. Con nấu canh cá cho nội nè, nội sợ nội không chịu ăn mắm. Cho nên con nấu canh cá cho nội. Đừng có múc nữa, trời ơi. Chút nữa ơi. Đây, chút nữa. Chút nữa, đâu có ăn dữ vậy. Ăn hết trơn à. Ăn được. Đây là mình bún nè. Bún nè. Chú ăn bún cái gì vô? Ăn vô, không có dít được. Ở đây lên đây, ở đây không có dít được. Ở đây ta thấy trơn rồi. Mà dít vô là người ta nói mình... Đúng rồi, không đây. Không đúng. Nguyên bún nè. Ăn đi. Ngồi cho coi. Kêu ăn mà gậu gì. Ăn đi. Kêu bắt ăn là bắt gậu gì. Mỗi bữa đứa nào lấy nửa chăn canh vô. Liễu lấy nửa thiếu. Lấy nửa thêm mặt. Rồi chăn canh vô. Nè mời cách tình yêu đi cậu. Nè trứng nè. Trứng ra thôi đi. Ờ mời cách tình yêu kìa. Mời ăn cơm kìa. Mời cách tình yêu kìa. Mời cả nhà ăn cơm với cậu con. Chào các tình yêu nha. Mình muốn cô. Cho chị miếng bún ăn mắm không? Gặp lần này không biết chừng nào mới gặp nữa rồi cho con. Bởi vì ở chơi lâu lâu đi chứ về biết nào gặp nữa.
chuyến này là bị ấy à, bị bắt này là với không có bị dụ để về à, để tao về rồi tao đi đó rồi tao sẽ trở qua. Như tụi con mà không yêu cầu về rồi còn có điện sớm được không? Biết điện không? Đâu có điện thoại. Điện thoại đâu tao có, nãy nói nè, tao về tao đi qua ăn Khượng, tao đi bác sĩ ăn Trà Vinh đó hay. Ở đâu cũng vậy trơn á, ở đâu bác sĩ khám cũng vậy trơn á. Cái cớ thôi. Nội bây giờ nội ăn gác ăn vô rồi cái nội khỏe lại với mấy chuyện nước được cho mình yếu cái tao không chịu được. Để ăn đi nội, ăn đi. Còn đi con. Nó dọc dọc nha, bánh bóng nha. Ăn đi con. Rồi, mời cả nhà nha. Còn có ăn lương nữa. Ăn cơm luôn. Không, bà con ăn. Ăn đi nội. Con chăn canh cho nói nha. Chăn rồi. Mời cả nhà nghe ăn lương kho mắm. Không mời mời chú. Nhưng mà cả nhà mình ăn cơm nha. Rồi múc miếng đi cái mình để rau nha. Rồi ha. Rồi. Cũng mời cả nhà nha. Ăn lương kho mắm. Mời cả nhà ăn cơm trưa với gia đình không bồ đau nha. Nãy giờ mời nó mang mà anh bớp. Anh bớp rồi. Anh bớp ơi. À, nhóm Hưng Cù Lao mời anh với chị Nhung ăn lẩu mắm nha. À, nhưng mà mắm ở Sóc Trăng chứ không được ở Đồng Tháp. Em á thì em mời anh với chị em anh ăn lương với em nha. Còn ăn mắm á thì chị Hương mời anh. Để cả nhà nghe câu chuyện nãy mình nói ở chừng mình ngưng đó. Ăn đi nổi. Là anh bóp với chị Nhung á đi chủ nhật đi nghỉ một ngày để đi ăn hay đi mua sắm gì đó gặp Phan Hâm Mộ. Ghéo ổng nói là nghe nói là ông thích ăn lẩu mắm lắm hả? À, tại hỏi ai nói là Cù Lao nói Hoàng Nam nói là chú Bóp thích ăn lẩu mắm lắm. Chờ tôi đâu biết ông thích món đó đâu. Rồi ông mới trả lời lại là ông nội ơi, tôi về Đồng Tháp tôi ăn lẩu mắm tôi bị tiêu chảy mấy ngày. Thành ra bây giờ nhóm đó nó ngạo tôi đó. Tôi thấy tôi sợ muốn chết. Bữa chồng dì Hai nói dì hai Cà Mau đó nói chừng nào chú Bóp về dì Hai đãi mắm mà dì Hai bả cứ háo hức bả tưởng thiệt mà tưởng là anh Bóp thích mắm chừng nào có dịp về bả đãi mắm bả cũng nghĩ thiệt gì đó bả nói chừng nào nó về dì Hai nấu mắm đó. Cháu Bóp về Nhung chỉ gãi mà cười muốn rộn gội vậy đó nói là Phan Hâm Mộ ẩm tưởng thiệt. Thấy mình hay nhắc ảnh đó. Ngạo không? Chọc ảnh đó cả nhà. Cũng xin lỗi anh Bóp nha. Nhưng mà quen rồi miễn nấu tới mắm là nhớ anh chị à. Cho nên là phải nhắc thôi. Nhưng mà ảnh bún nước lèo thì ảnh không ăn. Nhưng mà đóng mắm thì ảnh ăn. Nhưng mà ảnh là ảnh cũng thích ăn con lươn nữa mà. Ừ. Ảnh thích thiệt không? Thiệt không? Thế là, có à, lẩu mắm thì mời chơi mà con lương là mời thiệt nha. Mời thiệt mà anh chị thiệt. Mời thiệt mà về mấy lần rồi không có lương. Không lương. Cái này về đó, đó có mưa rồi dám có lương nữa à. Mời ăn hả? Vậy là nên xem lại cái độ tình cảm nghe chú Bóp ơi. Chứ ai về cũng có lương chứ mà có chú Bóp về không có lương. Rồi chị Thí Thiên về cũng đâu có lương nữa. Nói chung là cái tháng nắng hạn là không có lương đó. Cái tháng bước qua tháng 10, tháng 11 tới Tết là tháng nắng này không có lương. Có tháng mưa á, tháng mưa là lương nhiều. Mở chan nước vậy. Chan nước ăn nước. Cái dạ chứ không có chịu ăn canh của chú chị. Ăn khô canh. Thích ăn khô. Nó nằm chẳng nghỉ đó. Thường gái á. Con. Con là trẻ trẻ chứ con ăn là phải có canh. Được. Có canh. Canh dễ ăn. Mà xui thế thôi yếu quá. Dạ. Ăn không được. Với mẹ ăn đỡ rồi đó. Mẹ ăn bả đi không có được mạnh dạng á. Lúc má quay clip á nó năm xăm giờ. Với là lúc mà ngồi xuống á chú, ngồi xuống cũng yếu nữa. Ngồi xuống ngồi từ từ rồi từ vậy đó. Gán ăn đi cầu. Chỉ cho mấy củ khoai để cầu. Gán ăn vô đi, ăn nhiều một chút bảo đỡ một chút. Kinh mua giùm ở đâu. Mày nhúc ngon không mà. Gán ăn cho mẹ ăn không biết ngon. Thì từng tủ này cái vị giác của mình nó cũng kiểu phai mờ rồi. Ăn xong này rồi cho vô phòng. Hồi lấy ấy đó bắt cái lương vô cầu coi. Không chịu coi cái lương luôn con chú anh chị. Dì Hai Cà Mau thì coi cái lượng xuyên suốt luôn. Hôm dì Hai về lên chơi ngay dịp Tết nhóm đi bé xài đó.
À, em Hiển thì đi theo nhóm đi bãi xài mình nên về hai nhà là coi hết tập nãy nhảy qua tập khác coi có Lương Vũ Linh Tài Linh gì không. Bây giờ cầm điện thoại hồi lúc đó về mở điện thoại YouTube lên là toàn Cải Lương không à. Tại vì coi nhiều cái nó hiển thị á. Bả coi gần hết cái nó nhảy lên màn hình tuần kế tiếp. Cái nó cứ hết đó nó phục qua tuần khác vậy đó bả coi tới hết pin luôn. Về khen bả hay đó có Diệp Lan. Về khen hay nói vậy hai sao mà bả biết bắt Cải Lương không ta? Bả biết bắt Vũ Linh Diệp Lan là bả coi. Nhưng mà nghĩ là tự nó tự động thôi. Tự động qua. Cái còn cái thằng Lương này là cái mình để miên con nó mềm hết. Cái mềm này mà nó không có cứng như là Lương rồi mình cắt khúc ra. Cắt khúc nó cứng. Cái Lương này nó cũng còn tơ. Ăn cá vô nè, ăn cá nhiều vô. Bả à. Bả em đã chạy hai cái giò nó yếu thôi cho bả chồng mình nó còn khỏe. Dạ, trời ơi. Khỏe hơn nội, nhưng mà hai giò yếu đi không được. Thua nội hai giò đó, nội hai giò nó còn hai giò tao người là yếu, người cũng đi. Dì hai chưa chắc thì mạnh bằng nội tôi. Hả? Dì hai không mạnh bằng nội đâu. Con thấy nội yêu hơn dì hai á. Mẹ con chảnh đây mà mới có 66 với mẹ con 66 67 66. Sáu trời á, chấm mắm biết. 66 67 gì đó. Cho chị miếng bún thôi. Là mà còn đương dài đi đứng rồi đương yếu hơn mà còn. Mấy con dài. Không, xin ra dì hai dưới là cho ra là không bằng bà nội đâu nghe. Không đỡ đâu. Bà dì hai bà thấy cũng thấy gầu lắm. Bà đi hai cái giò bà lệch thịt quá. Cái món lẩu mắm này vô mắm với ổ cường với Thảo Nguyên này. Ghê vô. Nắng chén ở đây nè. Ngay lương nữa. Bún nè. Bún nè. Bún ăn ngon lắm cô chú anh chị. Ở miền Tây Nam thì món mắm này gọi là kiểu đặc sản. Mày có rau ha, hay là chị sắc một cái bắp chuối vô. Ngoài rau, ngoài ăn. Giống như ăn như là bún lèo. Đặc sản thì giờ lại được khán giả yêu thích nữa. Nói chung là ví dụ như mà cô chú anh chị nào mà mình ăn thường xuyên á, mình biết ăn á, ăn nó ngon lắm. Còn nói vậy nè. Ủa, quay clip mỗi ngày ai bà đặng gài độ tôi vậy. Đó đầu ai gài ta ai nhớ chị lên nhà bác hai Việt Nam gài Nam xách tiền rượu lên đó Nam nó gài anh chứ ai gài chuyến sao bị xuống như gài đỏ mắm anh Bóp á là chị khán giả là về với gia đình Hương Cù Lao cũng như Hương Mạ Non là nhiều nhất cả nhà về ở lâu á cái nhiều là cái ở lâu á ở cái rồi ở 11 ngày tình cảm anh em gắn bó như là ruột thịt kiểu như là sáng yêu cầu Hừng Đông sáng là có mặt với nhau hết trơn rồi đó là ở tới 11 giờ đêm mà 11 ngày kiện vậy đó cho nên là gắn bó cho nên là hay thường nhắc anh đó, những cái món ăn nào mà anh thích đó hoặc là những cái câu chuyện hoặc là những cái niềm vui gì đó những mỗi lần mà mình thấy cái là mình nhớ chực anh cho nên nghe là nói, hay nhất thường này ông về ông ở lâu chứ rồi nghe nói tới 2 tuần có 14 ngày rồi ông nói vui vui thì thêm ngày nữa tới gầm. Nhưng mà niềm vui nó gắn liền với vợ chồng anh Bóp nhất là mình mỗi lần mình đi cắt dưa hấu là mình nhớ anh Bóp nhiều lắm. Anh nói là cái mấy cái đó là anh không có ăn chỉ anh Bóp mới hiểu không có cái ăn tận nhiều hung mà cái đi chợ á đi chợ ngang sạp bánh nào cũng nhớ là ổng em thì em nhớ được chuyện này là chuyện này là mà ổng mà về nè tôi đeo ổng nè quá à đi theo ổng đeo ổng rồi nè ăn bánh chị nói để bữa nào chị hỏi anh Bóp với chị Nhung về nè tại vì Hương Cù Lao thì bây giờ cột mốc nó cũng được 95.500 mấy chục người đăng ký cả nhà thì nút bạc cũng gần kề rồi. Không biết cái niềm vui đó là lớn nhất của nhóm Hương Cù Lao đó mà không biết anh Bóp với chị Nhung có về để dự được không chứ chị Tư Sài Gòn là hứa rồi đó. Là gài không để bữa nào hỏi anh Bóp với chị Nhung coi có về để chia vui với nhóm được không. Thích thì mình đợi luôn, thích thì nói với Nam Nam đợi luôn. Đợi được. Có khi anh Bóp mà mua vé về đám cưới quay phim xong anh Bóp chở ngoài là không cần nấu bạc tới luôn đó, anh Bóp bà chở vô nữa. Trong năm nay về hai lần hồi quen thường mấy đứa nệm nó gài quá trời mấy nhỏ là nổi thôi ăn miếng đi ăn vô mắm ông là ba chén ráng mà nó vậy có chở anh hai đi chụp hình có đầu lắm của chiến còn nãy nè về giúp rồi về cái đi xuống hai quay luôn á mấy cây lập để thả mà bằng nguyên lý á cái mấy đường nó bị sập cái bị sập nó mãi cái bị phụ lên chụp hình có ứng nó tạo mãi phụ đầu lớn xuống vô não.